Việt Nam ơi, cùng đoàn
Tất cả chú ý. Nghiêm. Chào cô. Chào. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng thương. Nội dung sau: một, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; hai, khai mạc giải; ba, mời quý vị đại biểu lên trao cờ lưu niệm; bốn, bắt đầu chương trình giao lưu bóng đá. Kính thưa quý vị đại biểu, các vận động viên và các cổ động viên, hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi để thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước tàu sân chơi bổ ích cho thanh niên trong những ngày hè. Được sự tài trợ giải của quán VTV Bia tại thị trấn Phong Điền, với mục đích mang đến cho các bạn một sân chơi bổ ích, với mục đích khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì niềm đam mê thể thao. Hôm nay, quán VTV Bia rất vinh dự được đồng hành và tổ chức giải bóng đá tấn cấp VTV Bia mở rộng lần thứ nhất năm 2020. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Anh Lê Văn Thông, Giám đốc Frit Phú Xuân, anh Nguyễn Khánh Trương, trưởng phòng quản lý sản xuất kiêm chủ tịch công đoàn, anh Trần Bình Siêu, đại diện cho các vận động viên tham gia giải, cô Lê Thị Thủy, hiệu trưởng trường Trần Quốc Toàn. Đặc biệt về tham dự với giải có 6 đội bóng đại diện cho các đơn vị như FC Frit Phú Xuân, FC VTV Bia, FC Bia Club, câu lạc bộ bóng đá Đồng Đội, FC Đức Phú, FC Thôn Niêng cùng về tham dự buổi lễ hôm nay. Thưa quý vị đại biểu, có phần sân chơi bổ ích lành mạnh, nâng cao sự đoàn kết của cộng đồng. Tham gia giải đấu lần này có 6 đội bóng về tham dự với tinh thần thi đấu thượng võ, giao lưu học hỏi, đoàn kết, thắt chặt tình hữu nghị. Tôi mong rằng vận động viên thi đấu trung thực, chấp hành nghiêm nội quy điều lệ giải của ban tổ chức đề ra, giữ vững kỷ luật trong thi đấu hết mình, giành thành tích cao. Yêu cầu lực lượng trọng tài điều hành trận đấu một cách khách quan, vô tư, trung thực. Với tinh thần đó, thay mặt cho ban tổ chức giải quán VTV Bia, tôi tuyên bố khai mạc chương trình giao lưu giải bóng đá tấn cấp VTV Bia mở rộng lần thứ nhất năm 2020. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, nhà tài trợ giải quán VTV Bia, các vận động viên, cổ động viên sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Chúc mừng giải thành công rực rỡ. Là xin kính mời đại diện tổ trọng tài là anh Lê Hoàng Xuân lên tuyên thệ. Kính chào quý vị đại biểu, kính chào tất cả cổ động viên và đặc biệt là tất cả các vận động viên. Tôi Lê Hoàng Xuân xin tuyên thệ, thứ nhất sẽ điều hành giải theo luật điều lệ của giải đã quy định, thứ hai điều hành giải một cách công bằng, khách quan, xin hứa, và cuối cùng xin chúc giải VTV Bia lần đầu tiên thành công tốt đẹp. Chúc quý vị mạnh khỏe. Xin kính mời vận động viên Hồ Thanh Tuấn thay mặt cho các vận động viên lên tuyên thệ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể vận động viên cùng toàn thể cổ động viên, tôi Hồ Thanh Tuấn xin thay mặt vận động viên xin tuyên thệ. Thứ nhất sẽ chấp hành nghiêm điều lệ của giải. Thứ hai sẽ thể hiện tinh thần thể thao, cố gắng phát huy trong quá trình thi đấu. Cuối cùng kính chúc quý đại biểu cùng toàn thể vận động viên sức khỏe. Kính chúc toàn giải thành công tốt đẹp. Là xin kính mời đại diện các đội bóng lên phía trên để nhận cờ lưu niệm. I'm a student of Pele, call me Pele player. 11 on the field with the heart of a gladiator. One go, two go, three go, four. I'm a play till my knees fall off. One go, two go, three go, four. Hey, my inner vena, let's stay though. And my football jersey says Maradona. The crowd chant sounds like spirits from Africa.